Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em vào tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt Labradorite thiên nhiên. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn. Mặt Labradorite thiên nhiên, chế tác hình giọt nước, tinh tế và trang nhã. Hiệu ứng phát quang của viên đá khi có ánh sáng chiếu vào tạo nên màu sắc lung linh, đẹp mắt, mang trong mình năng lượng từ thiên nhiên, giúp hộ mệnh, xua đuổi những điều tiêu cực, mang đến sự thư thái cho người dùng. Sản phẩm có thể bọc vàng hoặc bạc để làm trang sức phong thủy. Mặt Labradorite thiên nhiên, hiện giao hàng trên toàn quốc. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 1535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.